Bỏ ra đây. Đấy. Anh em tôi vừa đi tắm mưa về. Đi đường gặp mưa chứ không phải là tắm mưa. Đi gặp mưa. Mọi người nhìn nó đà điểu to không? Đấy. 70 cân. Chuẩn bị mua con này về để đúng. Anh bộ đang tính là con đà điểu về và lấy số cây luôn. Mắc số cây luôn. Ấy à, anh em thấy con này được không? Nó mai lướng luôn. Con này. Con này lướng này. Cá họ ăn. Không. Con này lướng này hữu bộ YouTube số 1 luôn. Xin chào tất cả mọi người nhá. Máy mình còn có đây mình hữu bộ đang đi ngắm con đà điểu. Đây. Con này là 70 cân mọi người ạ. Tính lướng cho tất cả mọi người cùng xem. Tính là lướng cho tất cả mọi người xem. Thế có bò lướng siêu cay cả con ở châu cũng có, nhưng mà quan trọng anh em cứ like và chia sẻ. Hiện tại là máy mình có còn 10% pin nữa thôi. Mình sẽ phát tầm độ 2-3 phút rồi cho anh em chiêm chiêm ngưỡng đà điểu thôi. Đây. Lướng luôn con, nguyên con 80 cân luôn. Mày sắp chết rồi đấy. Đấy. Bán để sau một thời gian lịnh ông ở gần đầu rồi. Con này bán bao tiền? Thì luôn thì bán. Mình đã đéo đéo đâu. Là ông bảo cái này không kiêm gì đâu, không kiêm các. Thế bây giờ ông nhập rồi gì? Đấy. Anh đâu người làm thế này? Mày muốn mổ. Ba điểm số cây. Anh em thấy con đà điểu chưa? Kích thích không? Đấy. Con này sẽ lướng cả con luôn. Không biết là có chín không, mày lướng từ sáng. Đấy, to chưa mọi người? Đấy to chưa? 70 cân luôn. Anh em mình định mua con đà điểu tầm chục cân thôi nhưng mà không có. Người ta con này là bé nhất rồi. Mua con này để cưỡi đi quay được ấy, làm con bét. Mổ đấy. Cảm giác nó dọa dọa thôi. Bà này con này thì... con này cưỡi lên cầm cổ chạy được ấy. Nhưng con này vẫn nhỏ, con này chứ con này. Bạn Lâm vào thử nào. Các bạn này con này thì chắc có vẻ lâu đấy. Đây bạn Lâm tí sẽ bạn Lâm tí sẽ thịt con này. Bạn này nó mà mổ tôi không cứu bạn đâu. Bạn mổ đi. Bạn xoa xoa kiểu như xoa gà ấy. Nó bay mất đấy. Thôi bạn này tôi. Nó mà mổ mắt thì mổ không sợ, sợ nó đạp. Đấy, anh em thấy con đà điểu to chưa? Đấy luôn. Trời mưa ấy thì chán nhở. Anh em cứ like, chia sẻ kênh ủng hộ Hữu Bộ Vlog với anh em, mình sẽ có đà điểu lướng này. Sắp tới là bộ định mua con bò lướng cả con. Đây, thời tiết đang mưa rất là to luôn. Đấy, mọi người thấy mưa không? Chính là anh ngó cho con mượn vườn này quay được ấy. Tìm cái mảnh đất kia lại tiêu nhiều rồi. Đấy. Được. Thôi nhá, xin chào mọi người nhá. Anh em mình sẽ dừng clip ở đây. Vì máy mình pin yếu rồi, không thể phát được cho các bạn. Chào các bạn.